Trong tập trước, Vương Đống đã để lộ thân phận có liên quan tới hai thần Đường Tam và Hạo Thiên Tông. Hoắc Vũ Hậu vẫn chưa biết rõ nguyên nhân. Hỏi ra thì biết bên trong biển tinh thần của Vương Đông là một cỗ sức mạnh bị phong ấn, dùng để bảo vệ biển tinh thần không bị ăn mòn. Linh hồn thần bí nhắc nhở cậu đừng thử nhìn vào biển tinh thần của Vương Đông nữa. Cỗ sức mạnh này có nguồn gốc từ một sợi thần thức. Sức mạnh cỗ thần thức này có thể dễ dàng khiến cậu bốc hơi khỏi thế gian. Hoắc Vũ Hậu nghe đến đây mới cảm thấy nguy hiểm. Cái gọi là thần thức chính là một tia ý thức của thần linh. Nghe tới thần, ngay cả Thiên Mộng Băng Tầm cũng phải kinh ngạc. Từ điều này, bọn họ liền suy đoán ra được lai lịch của hắn rất kinh người. Rất nhanh sau đó, Vương Đông cũng tỉnh táo trở lại. Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng một phen, rồi lại tranh thủ cùng nhau tu luyện để chuẩn bị vòng thi đấu thứ hai. Phía học viện hoàng gia của Nhật Nguyệt Đế Quốc ngồi lại bàn bạc, bọn họ chỉ coi Sử Lai Khắc là đối thủ duy nhất. Các học viện khác hoàn toàn không bận tâm tới. Vị lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện vừa nhận được tình báo về số lượng học viên Sử Lai Khắc tham gia. Họ đều biết rằng Sử Lai Khắc cũng đâu muốn chỉ phái các học viên dự bị ra sân. Điều đó là quá coi thường đối thủ rồi, cho nên phía Nhật Nguyệt Hoàng gia cực kỳ tức giận. Một ngày nhanh chóng trôi qua, phía đối thủ của Sử Lai Khắc hôm nay là Thiên Linh học viện. Giờ chỉ cần kiên trì thêm 2 trận nữa, Lăng Lạc Thần sẽ trở lại. Đội hình lúc đó sẽ có thêm sức mạnh, mọi người đồng loạt cổ vũ tự tin lẫn nhau. Thiên Linh học viện được xếp thứ hạng 3 ở đấu linh đế quốc. Đây là một đội mạnh với hồn vương hơn 50 cấp tọa chấn. Nhất là đội trưởng của bọn họ lại sở hữu vũ hồn hệ cường công có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Phiền phức nhất là tổ đội của bọn họ có tới 2 hồn sư hệ khống chế. Một người là băng thuộc tính, người còn lại là hỏa thuộc tính. Vòng đấu lần này là đoàn chiến, tổ đội 7 người đấu với 7 người. Ngay sau lời tuyên bố bắt đầu, các học viên đồng loạt bạo phát hồn hoàn. Hoặc vũ họ mô phỏng ra 6 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Các thành viên khác cũng tự xưng có thêm hồn hoàn. Phương Đồng và Tiêu Tiêu mới chỉ hơn 30 cấp mà cũng có tận 6 hồn hoàn. Điều này làm cho phe địch bất ngờ vô cùng. Đám người trên khán đài cũng được một phen kinh ngạc. Duy nhất chỉ có Tiếu Hồng Trần là không tin. Người đứng phía sau vẫn là Hoắc Vũ Hậu. Mục đích chính là khiến sĩ khí của đối thủ bị lung lay. Còn chưa đánh mà đã run sợ. Vô số người bàn luận đánh giá. Phía Thiên Linh học viện nhanh chóng bày trận. Đội hình bọn họ gồm có một chủ công, 2 khống chế và 4 phòng ngự. Vũ hồn phòng ngự đều là linh tê thuẫn, cho nên phối hợp rất ăn ý. Hoặc Vũ Hậu ra lệnh cho đồng đội tấn công. Mỗi người đồng loạt lao lên tự chọn cho mình một đối thủ chiến đấu. Hồn sư hệ băng của Thiên Linh học viện tạo ra một cỗ sức mạnh hàn băng, đóng băng sang 5 năm lại. Bối Bối và Thái Đầu liên tục tấn công. Tuy nhiên sức phòng ngự của phe đối thủ lại quá mạnh. Tất cả đòn công kích đều bị bức tường ngăn cản. Bối Bối sử dụng hồn kỹ đánh ra một con rồng và tấm khiên nhưng vẫn không thể công phá. Thái Đầu bắt đầu biểu diễn sức mạnh. Gã sử dụng ra mấy chục khẩu súng rồi bắn một cơn mưa đạn vào đội hình đối thủ. Công kích liên miên không dứt, tấm khiên dần dần bị công phá. Sang Nam Nam nhanh chóng xông vào khe hở. Vòng ra phía sau bọn họ rồi ra tay bất ngờ, đánh cho một tên không kịp trở tay. Nữ hồn sư hệ băng thấy vậy liền sử dụng ra hồn cốt. Phẩm chất hồn cốt rất tốt, hàn khí nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy cuồn cuộn lao về phía đoàn đội Sử Lai Khắc. Bối Bối và Từ Tam Thạch cùng nhau hợp sức tạo ra một lá chắn ngăn cản. Đoàn đội Thiên Linh học viện cũng sử dụng ra vũ hồn là một thanh trường thương. Nữ hồn sư hệ hỏa ở phía sau phụ trợ gia tăng sức mạnh. Sức mạnh cuồn cuộn tuôn vào bên trong trường kích. Hoặc Vũ Hậu nhanh trí sử dụng từ cực ma đồng tấn công đánh cho đối thủ choáng váng. Tuy nhiên gã ta vẫn kịp phóng ra trường kích. Công kích lao tới như vũ bão. Từ Tam Thạch vội dùng chiêu hoán đổi vị trí với Hoắc Vũ Hậu, rồi sử dụng nhiều tầng lá chắn ngăn cản. Tiểu Tiểu cũng sử dụng đỉnh ba chân hỗ trợ, may mà có sự giúp đỡ của cô bé. Nếu không thì trường kích đã phá vỡ hoàn toàn phòng ngự và đánh trọng thương Từ Tam Thạch. Để câu giờ cho tên đội trưởng ngưng tụ chiêu thức lần hai, cô gái hồn sư hệ băng lập tức sử dụng lốc xoáy tấn công. Hoặc Vũ Hậu chủ động nghênh đón, cậu sẽ cho đối thủ biết rằng việc sử dụng băng đối với mình là một sai lầm. Dưới sự hỗ trợ của băng bích đế hoàng hạt, cậu dễ dàng đóng băng lốc xoáy lại thành một khối băng, sau đó bắt đầu phản công. Hàn khí lan tỏa ra xung quanh, thành viên bên địch nhanh chóng bị đóng băng lại. Tên đội trưởng cũng bị chèn ép trong ngộp thở và chủ động nhận thua. Học viện Sử Lai Khắc giành được chiến thắng, khán giả vui mừng hò reo. Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia cũng bất ngờ vì năng lực của Hoắc Vũ Hậu. Tiếu Hồng Trần thì trầm ngâm suy nghĩ, không còn vẻ tự tin như lúc trước nữa. Tuy lần này giành được chiến thắng, thế nhưng chú ý vẫn dáng vẻ nghiêm túc, bởi vì Thiên Linh học viện cũng không phải là một đội mạnh truyền thống. Đối thủ trận kế tiếp của mọi người là học viện Chính Thiên mới là cường địch thực sự. Sau khi xem xong trận đấu của bọn họ, chú ý đã định bỏ quyền thi đấu với Chính Thiên học viện.
Nguyên nhân là đội hình của bọn họ có tới 3 hồn vương trên 50 cấp tọa chấn, tu vi của đội trưởng còn là cấp 58. Với tu vi này, cho dù là đặt ở học viện Sử Lê Khắc thì cũng đủ để được tuyển vào đội viên chính thức. Mọi người nghe tới đây cũng trầm ngâm. Vậy nhưng sau khi Chu Yi xem xong trận thi đấu hôm nay thì lại tìm được cơ hội chiến thắng. Người được đặt niềm tin chính là Từ Tam Thạch. Rốt cuộc, Sử Lê Thất Quái sẽ phải đối mặt với chuyện gì tiếp theo? Các bạn hãy cùng với chúng mình đón xem nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!